Nên mình hướng dẫn các bạn làm món mít hấp thịt nhé. Nguyên liệu của mình gồm có này, 10 múi mít này, 200 g thịt lợn mình đã xay về cho các bạn này. Và hành lá này, hành lá, tỏi, ớt, mì chính, một hạt tiêu. Bây giờ mình đi trộn nguyên liệu của nó vào nhé. Các bạn cho thịt vào này. Bạn cho thịt vào đây. Thịt này thì gồm có tỏi này, hạt lêm này, ớt này. Các bạn tùy theo ăn cay nhiều ít nhé. Mình cho một quả ớt, có vẻ sợ cay thôi. Mình cho vừa không có sợ con không ăn được. Và hành lá nha, các bạn cho hành lá vào cho mình. Các bạn trộn đều các nguyên liệu này lên với nhau nhé. Mình cho thêm một thìa của canh mắm nữa cho nó thơm. Đếp nắm thôi cho nó thơm, mình sẽ có mùi thơm của mắm. Các bạn đảo đều nó lên cho mình. Cho nó đều gia vị. Các bạn trộn đều như này xong, các bạn để cho mình 15 phút nhé. Cho nó các hạt gia vị cái thứ nó sấm vào trong thịt này để mình cho vào như này. Khi nguyên liệu của mình và gia vị đã xong rồi, mắm muối cái thứ rồi thì mình bây giờ mình cho thịt vào để mình vào muối mít nhé. Để mình hấp nhé. Giờ mình cho thịt vào. Khi đã xong hết rồi thì các bạn cho mình lên bếp nhé. Các bạn cho hộ mình một nồi nước vào để mình hấp nó lên trên bếp. Những món ăn này là miền quê là hay dùng. Vì đến mùa lại là mùa mít thì là mít sẵn của nhà. Như nhà mình thì đây là mít ở vườn nhà mình sẵn chứ. Thế là mình làm luôn món này ăn đổi bữa cho các con. Nó lạ miệng, ăn mãi mít bình thường nó cũng chán, là ăn mít rán nó cũng chán thôi. Thì là người bảo muốn ăn mít thịt hấp là mình làm. Giờ mình cho lên bếp để mình hấp nhé. Các bạn cho vào nồi hấp như thế này của mình là nồi hấp bình thường thôi. Các bạn xếp mấy mít vào từng miếng một nhé. Lần lượt cho hết. Các bạn hấp cho mình tầm 15 đến 20 phút sau là chín thôi. Các bạn hãy đun lại hấp cho mình. Bây giờ các bạn kiểm tra mít chín chưa nhé. Mình
chín giờ đấy các bạn, mà gia vị rất vừa. Bây giờ mình tắt bếp để mình cho ra đĩa để mình dùng. Bây giờ các bạn cho ra đĩa để mình dùng nhé. Đây các bạn, mình đã bày sẵn là mít đây, cũng là mít. Thơm ngon của mít. Chỉ cần đơn giản như thế này là các bạn đã có một món mít hấp thịt lợn ngon, dễ làm mà này các con ăn lạ miệng lại thích ăn. Như thế này là mình đã hoàn thành món mít hấp thịt lợn. Các bạn thích có thể chia sẻ giúp mình, like giúp mình nhé. Chúc các bạn thành công với món ăn này.